Thúy Ngân, nữ diễn viên đi tù nhiều nhất màn ảnh Việt. Thúy Ngân là nữ diễn viên sở hữu vóc dáng hoàn hảo, nhan sắc xinh đẹp nhưng những vai diễn mà cô đảm nhận luôn có số phận trớ trêu. Nhiều khán giả còn thích thú khi phát hiện ra đa phần những phim cô tham gia đều có cảnh vào tù ra tội và chịu đựng nhiều bi kịch éo le. Bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay được làm lại từ tác phẩm Secret Love của Hàn Quốc. Trong phim Thiên Ân, Thúy Ngân yêu bạn trai lâu năm của Tuấn Kiệt, Jun Phạm. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho bạn trai, không chỉ đóng học phí cho Kiệt học trường luật mà cô còn gánh cả nợ cho bố người yêu. Sau này, khi Kiệt gây tai nạn làm chết người, Thiên Ân còn nhận tội thay và đi tù thay cho bạn trai. Hiện tại, Thúy Ngân đang nhận được rất nhiều khen ngợi của khán giả nhờ diễn xuất bùng nổ. Trước đó, trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, tác phẩm đầu tiên giúp Thúy Ngân được khán giả nhớ đến và yêu mến. Trong phim Thúy Ngân vào vai Hân, cô con gái thứ hai trong gia đình, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhưng tính cách tham vọng, chuộng vật chất và luôn ảo tưởng về cuộc sống sang giàu. Hân quen và yêu Hùng, một người lợi dụng lòng tin và tình cảm của Hân để chiếm đoạt tài sản, khiến cô mất trắng số tiền lớn. Hùng đã lừa đảo số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng và Hân bị bắt giữ với tư cách đồng phạm. Tiếp đến là bộ phim Nữ Chủ kể về hành trình đơn độc của Hải Đường, Thúy Ngân, từng là một nữ tội phạm. Sau khi ra tù, cô chấp nhận trở thành một tay trong của lực lượng công an, giúp họ phá đường dây buôn ma túy quy mô lớn. Trong khi đó, ở Hải Đường Trong Gió, Thúy Ngân vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính, sở hữu quá khứ đầy bi thương và cuộc đời nhiều sóng gió. Không chỉ bị cha dượng là ông Dần, Trung Dũng, cưỡng bức mà cô còn bị hắn vu oan phải vào tù. Trong tù, cô phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và thậm chí bị hãm hại. Sau khi ra tù, Hải Đường quyết tâm trả thù cho những bất công mà cô đã phải trải qua. Cô trở thành chị đại của một băng đảng giang hồ, ẩn mình dưới vỏ bọc lạnh lùng, gai góc để che giấu nội tâm tổn thương. Ở tuổi 33, Thúy Ngân sở hữu vi dụ ấn tượng, nhan sắc ngày càng thăng hạng, sự nghiệp ngày càng thăng hoa với loạt phim ấn tượng. Có hành trình hơn 10 năm theo nghiệp diễn xuất nhưng phải đến năm 2018 với bộ phim Cây Táo Nở Hoa, tên tuổi Thúy Ngân mới đến gần khán giả. Cô cũng từng vướng tin đồn tình ái, hẹn hò với Dắt nhưng Thúy Ngân nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định mình vẫn ấy. Hiện, Thúy Ngân vẫn duy trì sức hút khi đảm nhận vai nữ chính trong phim 7 năm chưa cưới cùng Jun Phạm.